Hello, xin chào các bạn đã trở lại với chiếc hồ nhỏ nhỏ xinh xinh Lưu Minifit đây các bạn. Hồ Lưu Minifit sau hơn 2 tháng không dùng CO2 đấy các bạn nhé. Hồ phát triển rất tốt, mạnh này, cây các ngọn Lưu Minifit phát triển khá cao này các bạn, dày đặc, thảm nền, làm chiếc thảm nền tuyệt đẹp đấy các bạn nha. Đó, hồ Lưu Minifit sau hơn 2 tháng không dùng một miếng CO2 này. Đây, các bạn xem xung quanh nhé. Không dùng một miếng CO2 này trong cái hồ Minifit này nha các bạn. Bạn thấy không? Rất là xanh và mướt. Không dùng CO2 nhé. Chỉ dùng bộ lồng treo này có sẵn đây nha các bạn. Đó, bộ lồng treo. Đó. Mấy chú cá hồng và cá hồng kim. Và tầng trên này có mấy chú cá sóc rơi này, còn mấy chú tép mũi đỏ và cá ăn rêu nước gì nó trốn hết trong rồi, và có một con cá ăn rêu, còn mấy chú tép thì đã trốn hết trong góc. Cây dương xỉ và cây các cây kia vẫn tốt, cây dương xỉ các bạn thấy không, từ hồi trồng mới đến giờ bây giờ nó đã để nhánh này, đấy, các bạn nhánh trên cái cây nhỏ này nó đấy, bám à, nhánh này, đang để nhánh, nước phát triển đấy, đây cái nhánh nhỏ trên đường cây này, nó heo này trên này, dương xỉ đấy. Khá xanh mướt đúng không bạn? Không dùng một miếng CO2 nào sau hơn 2 tháng này nha các bạn. Không có ảnh hưởng gì, cây vẫn phát triển bình thường. Đó các bạn thấy không? Xanh luôn, dày đặc, kín nền hồ luôn, thảm nền đẹp. Mọc kín luôn. Mới trồng thì nó còn thưa thớt, giờ nó đã mọc kín cả nền hồ rồi các bạn nha. Đó, thảm nền mini fit tuyệt đẹp rồi các bạn. Trên xuống này, trên xuống vững đen ạ, bạn thấy không, dày đặc xanh nhất nha, sau hơn 2 tháng không dùng CO2, chỉ dùng nguyên cái bộ nọc treo này thôi các bạn nhé, nọc treo màu xanh xanh như đây các bạn xem, đèn này là đèn chi rốt phiên bản rổ bạn nhé. Đèn này phiên bản này là hẹn giờ bật mở theo sở thích, mở lúc nào và tắt lúc nào, có hẹn giờ nói các bạn, dùng cổng bluetooth của điện thoại điều chỉnh điều khiển nó. Dày đặc luôn các bạn nhé, ngọn phết rơn cao mướt này, đó, dày đặc luôn, thảm nền tuyệt vời, sau hơn 2 tháng mà cây vẫn phát triển bình thường, chứng tỏ là lưu mê phết này đâu cần đến CO2 các bạn, nếu các bạn có cho nó sâm xanh đậm hơn thì có thể là cho nó CO2 để phát triển tốt hơn nữa. Mà sau 2 tháng mà lêu vẫn phát triển thế này là khá ok rồi các bạn nhé, không vấn đề gì. Đó. Cá và cây vẫn phát triển đều này, ok thế không? Chú cá hồng kim này, và mấy chú cá hồng này, sọc dưa, phát triển khá tốt. Rồi, các ngọn lêu mifit vươn cao này các bạn. Sau 2 tháng không dùng CO2 thế này là khá là tuyệt vời rồi. Thấy không? Cây không có vấn đề gì đâu các bạn. Đây, có một đám cây này là lưu
20 feet lên mọc ấy. Cao, vươn cao lên này. Sau 2 tháng nó vươn cao lên. Đó nha. Cao tư tưởng này. Cao lên. Vượt sao cái góc chỗ này nó vượt cao thế. À, lên cái góc này thôi nha. Sao có những ngọn 10 feet vươn dài là thế. Mọc dài luôn. Thấy không bạn? Chỉ góc này thôi nha. Mấy góc kia thì không thấy vươn như cao mà chỉ có xanh thôi. Góc này có một đám này là lều, ngọn lều này mọc dài là cao hơn là cao, còn các chỗ khác thì vẫn bình thường, phát triển bình thường. À, mình cũng không hiểu góc đấy nó có gì phát triển mà nó mọc dài thế nào. Nó theo bạn khá là mượt, xanh mướt dày đặc đấy các bạn nhé. Bữa trước thì lúc mới trồng thì nó lều 10 feet này nó không dày như thế này đâu. Thời gian sau 2 tháng này cái thảm nền phát triển, các ngọn lều mới fit nó phát triển dày đặc rồi đấy, kín mặt hồ đấy các bạn, nó kín mặt hồ đấy nhá, thảm nền đó. Tuyệt vời. Đó. Cây dương sỉ này nó đã có lá nhánh nhỏ nhỏ này các bạn, đấy, nó đã để lá nhánh nhỏ nhỏ đấy nhá. Một thời gian nữa là có thể là tách cái cây dương sỉ nhỏ ra làm để cho nó phát triển. Đó, các bạn nhé. Ồ, chú cá hồng này nó phủ cá hồng. Đó, các bạn nhé, cá hồng. Yeah, dương sỉ các kiểu phát triển rất là khá ok. Đó, không dùng CO2 nhá. Tuyệt vời. Các bạn thấy không? Đất sạch, cá cái phát triển tốt, không vấn đề gì. Cây đó, cái trên xuống này. Đây là sao vậy các bạn? Đấy, xanh mướt tuyệt vời như các bạn, thấy không? Hồ này hồ 30 các bạn. Xíu xinh xinh các bạn, xanh để góc nhà này chơi này. Lượng đèn mình điều khiển được cái ánh sáng đèn này có giảm xuống 50% đấy các bạn nhé, không dùng hết công suất 100% đâu, chỉ có 50% để chiếu ánh sáng cho cái hồ này thôi. Buổi sáng bật đèn khoảng cỡ tầm 3 tiếng, bật đèn sáng của 3 tiếng, còn chiều buổi tối về đi làm về để bật đèn khoảng tầm 6 giờ đến 9 giờ là tầm 3 tiếng, là ngày là bình quân là 6 tiếng các bạn. Đó. Ánh sáng này giảm xuống 50% nha các bạn. Đó. Ánh sáng này giảm xuống của đèn 50%, không là không sáng hết nha. Công suất của đèn là ví dụ là 100%, mình giảm ánh sáng lượng xuống còn chỉ dùng 50% công suất của ánh sáng của đèn thôi. À, các bạn. Đây các bạn thấy không? Qua sành, qua đẹp luôn. Có chú cá này, cá ô tổ. À, có một chú cá ô tổ. Các bạn, sành mướt này. Rồi, video mình xin kết thúc ở đây nha các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, đăng ký kênh và chia sẻ rồi nhé. Bye bye các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.